Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nội thất Sa Đông. Quý vị thân mến, nếu quý vị đang có ý định tìm mua cho mình một bộ bàn ghế dành cho phòng khách và không biết mua ở đâu và chọn chất liệu gì, thì trong video clip lần này, Nội thất Sa Đông chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị một bộ bàn ghế hy vọng sẽ đáp ứng được tất cả nhu cầu. Và bộ bàn ghế hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu là bộ bàn ghế kiểu hoa lá tây với kích thước là tay 12. Không như những sản phẩm thông thường, bộ bàn ghế của chúng tôi được làm bằng gỗ gạo đỏ 100%. Kính thưa quý vị, gỗ đỏ là một loại gỗ cực kỳ quý hiếm, được xếp vào nhóm 1, gỗ có khả năng chống mối mọt tự nhiên, gỗ ít chịu sự ảnh hưởng của thời tiết, gỗ hạn chế việc cong vênh, nứt nẻ và đặc biệt gỗ có độ bền cực kỳ cao. Và bộ bàn ghế của chúng tôi hôm nay được chạm khắc theo kiểu hoa lá tây, hy vọng sẽ giúp cho không gian của quý vị độc đáo và khác lạ. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đi vào thông tin chi tiết và kích thước cụ thể của bộ bàn ghế này nhé. Tổng quan về sản phẩm thì bộ bàn ghế của chúng tôi gồm 6 món: một băng dài, một bàn hai ghế đơn, một bàn nách và một đôn ngồi. Với kích thước tay là tay 12 thì quý vị vô cùng chắc chắn, phù hợp với những căn nhà có kích không gian phòng khách 4m trở lên. Và đây là chiếc băng dài được chúng tôi đục chạm theo kiểu hoa lá tây, vô cùng uyển chuyển và sắc nét. Đây tôi sẽ quay tình cảnh cho quý vị xem. Chúng tôi tỉ mỉ trên từng cm với những đường nét góc cạnh được trau chuốt vô cùng rõ ràng. Bộ bàn ghế mang chiều hướng cổ điển nên dễ dàng kết hợp với những sản phẩm nội thất khác. Với màu sắc đỏ vàng của đặc trưng của gỗ đỏ này thì sẽ tạo cho không gian của chúng ta vô cùng ấm cúng. Và bộ bàn ghế này được chúng tôi tuyển chọn những phần gỗ có vân đẹp nhất để hoàn thiện. Mặt ghế được thiết kế kiểu khung tranh với khung tranh dày dặn và lòng ghế chắc chắn. Đây, vân gỗ dường như lộ rõ lên hoàn toàn. Và phần yếm và phần chân cũng được chúng tôi trau chuốt rất là tỉ mỉ. Yếm vô cùng dày dặn thưa quý vị. Không như những sản phẩm thông thường thì toàn bộ kích thước của nội thất Sa Đông tôi đều vượt hẳn những sản phẩm thông thường. Đây, chính xác tựa lưng tôi rất là dài quý vị. Quý vị có thể xem. Chúng ta sẽ đi đến chiếc bàn. Không khác gì bàn dài thì bàn cũng được chúng tôi thiết kế kiểu khung tranh. Và được chúng tôi tặng kèm miếng kính 8 ly, hạn chế việc trầy xước tối thiểu. Bàn và bàn nách đều có kính 8 ly thưa quý vị. Đây, chân bàn rất chắc chắn và kiên cố. Và tiếp đến là hai ghế đơn, không khác gì băng dài thì cũng họa tiết trên ghế đơn cũng được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ. Mặt ghế không tranh và kích thước tay cột là 12. Tôi sẽ quay cận cảnh cho quý vị xem. Nếu quý vị quan tâm sản phẩm này thì hãy liên hệ cho tôi theo số điện thoại 0168718700. Và video đang được chúng tôi quay trực tiếp ở cửa hàng Thất Sơn Đông chi nhánh tỉnh Tiền Giang, nằm tại địa chỉ 108 ấp Bắc, khu phố 4, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh tôi để cập nhật sản phẩm mới nhất nhé. Tôi sẽ quay cận tổng quan cho quý vị xem. Do điều kiện ánh sáng nên bộ bàn ghế chúng tôi quay không được đẹp, nhìn ngoài sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và quý vị có thể ngồi ở nhà và truy cập website Nội thất Sa Đông chúng con. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật mẫu sản phẩm mới nhất. Đây, quý vị quan tâm thì hãy truy cập website Nội thất Sa Đông chúng con. Và đó là toàn bộ thông tin chi tiết của bộ bàn ghế hoa lá tây.
Toàn bộ sản phẩm của Nội thất Sơn Đông chúng tôi đều được bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn, với chính sách 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên sử dụng nhằm đem đến sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho mọi quý khách hàng. Và nếu quý vị quan tâm về sản phẩm thì hãy liên hệ cho tôi theo số điện thoại 0168 718 7000. Tại đây chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm khác. Quý vị hãy đăng ký kênh của tôi để được cập nhật những video, những sản phẩm mới nhất trên thị trường. Và bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách ở những video clip lần sau. Chúc quý khách một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.